Thẩm Nguyệt Lộ ảnh hẹn hò với Tôn Ninh, thuyền nữ chính, nam phụ siêu cute. Mới đây ngày 16 tháng 4, có cư dân mạng bắt gặp hình ảnh Thẩm Nguyệt đi chơi với một sao nam và đặt nghi vấn rằng cả hai đang hẹn hò với nhau. Ngày hôm đó, Thẩm Nguyệt cùng với một anh chàng tóc khá dài cùng đi tập lướt ván. Tiếp đến, cả hai nắm tay đến địa điểm dừng xe và lên xe rời khỏi chỗ tập. Từ video được tiết lộ có thể thấy tình cảm của Thẩm Nguyệt và anh chàng này rất tốt. Netizen Trung Quốc nhận xét cặp đôi có những cử chỉ thân mật chỉ có ở những người yêu nhau. Đây chắc chắn là video hẹn hò mà không phải quay lén phim trường đấy hả? Sao lại ngọt như phim thần tượng thế này? Một bình luận nhận được nhiều ý kiến tán đồng. Trong quá trình tập lướt ván cho nữ diễn viên, người đàn ông bí ẩn này đã kéo khẩu trang xuống và cư dân mạng nhanh chóng dùng đôi mắt tin tưởng để dò xét xem người này là ai. Netizen xứ Trung đã tìm ra ngay danh tính bạn trai tin đồn của Thẩm Nguyệt. Tuy nhiên, sau khi tìm được profile, dân tình ngã ngửa khi biết một sự thật rằng nam chính của scandal năm nay thực ra lại là nam phụ từng đóng phim với Thẩm Nguyệt trong web drama cực hot Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Anh chàng này là Tôn Ninh, sinh năm 1994, từng đóng vai Lục Dương. Cả hai có vô số khoảnh khắc thân thiết với nhau tại hậu trường bộ phim này. Hai ngôi sao hành xử khá ngọt ngào, khung cảnh cứ như một phim thần tượng. Trước khi rời khỏi, Tôn Ninh đã cẩn thận chỉnh sửa nón cho Thẩm Nguyệt và lúc lên xe, nữ diễn viên cũng ôm chặt eo của bạn trai tin đồn. Bên cạnh đó, một số fan của cặp Thẩm Nguyệt, Hồ Nhất Thiên bày tỏ đau lòng khi Trần Tiểu Hy và Giang Thần không thể thành đôi ngoài đời thực. Tiểu Hy đã chọn nam phụ Lục Dương, bỏ rơi Giang Thần rồi. Couple tôi ship lại BNN Zing, một fan bình luận. Bằng diễn xuất đáng yêu, nữ diễn viên được khá nhiều dân mạng yêu mến và tặng cho cô biệt danh nữ thần thanh xuân thế hệ mới. Sau vai nữ chính đầu tiên, Thẩm Nguyệt liên tục tham gia các dự án phim ảnh như Vườn Sao Băng 2018, Thất Nguyệt và An Sinh. Mặc dù Thẩm Nguyệt chưa hề lên tiếng về tin đồn hẹn hò này, song có rất nhiều fan cho rằng thuyền Thẩm Nguyệt, Hồ Nhất Thiên toang. Mặt khác, không ít người hâm mộ ủng hộ chuyện tình yêu ngọt ngào, đáng yêu của cô nàng sinh năm 1994 này. Trong Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta, bộ đôi Hồ Nhất Thiên và Thẩm Nguyệt nhập vai cực ngọt, lần đầu tiên đóng chính trong một bộ phim dài tập. Hai gương mặt trẻ khiến công chúng không khỏi bất ngờ vì thể hiện hình tượng và diễn biến tâm lý của nhân vật quá tự nhiên, chân thật. Thẩm Nguyệt đã mang đến một Tiểu Hy tuy hơi ngây ngô nhưng cực kỳ bản lĩnh, sẵn sàng chủ động theo đuổi người mình yêu và ước mơ nghề nghiệp. Còn Hồ Nhất Thiên đích thị là Giang Thần bước ra từ trong trang truyện tranh, nhân vật hoàn hảo từ ngoại hình cho đến từng cử chỉ, lời thoại, ngay cả nụ cười mỉm cũng rất duyên. Chỉ cần Tiểu Hy nấm lùn đứng bên cạnh Giang Thần cao kiều thôi là người xem đã thấy cả một bầu trời đáng yêu. Chuyện tình đẹp như mơ của bộ đôi Thanh Mai Trúc Mã, Giang Thần, Tiểu Hy cuối cùng cũng có một cái kết đẹp hơn cả chuyện cổ tích. Quen nhau từ tấm bé, cùng nhau cắp sách đến trường và trưởng thành. Chàng trai 17 tuổi năm ấy của Tiểu Hy đã ở bên cạnh cô đến cuối cuộc đời. Người ta cứ tưởng sẽ chẳng có nam diễn viên nào xứng đôi với Thẩm Nguyệt hơn Hồ Nhất Thiên nữa cho đến khi Vương Hạc Đệ xuất hiện. Dù là người đến sau, nhưng xét về độ bạo dạn, Giang Thần Hồ Nhất Thiên còn phải học hỏi đạo minh tự Vương Hạc Đệ nhiều. Trong Vườn Sao Băng 2018, Sam Thái, Thẩm Nguyệt là mối tình đầu của đại thiếu gia đạo minh tự Vương Hạc Đệ. Chính sự kiên cường và tinh thần quyết không khuất phục của Sam Thái đã lay động trái tim băng giá của A Tự. Trước sự chân thành và ấm áp của đạo minh tự, chẳng biết từ lúc nào mà Sam Thái đã nảy sinh tình cảm với đại thiếu gia rồi. Cặp đôi đạo minh tự, Sam Thái chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ bởi sự chân thành, chủ động và ngọt ngào, không ủy mị.